Hello, chào các bác, chào mừng các bác trở lại kênh Trai LPT Nhật Đức nhé. Hôm nay thì mình lại review tận cảnh cho anh em đôi bóng đèn gầm của đóng đèn gầm LED đi. Mình nói là bóng đèn gầm LED. Đấy, thời gian vừa qua thì cũng đã lắp cho rất nhiều các dòng xe rồi, ví dụ K200, K250, H150, rồi cũng như là một số những dòng xe to như kiểu HD. Đấy, nhưng hôm nay thì mình đã giới thiệu một loại bóng đèn, đó là chân H880, 881 và 880. Hai chân này đều lắp chung với nhau anh em nhé, lắp luôn cho cả chung một số những dòng chân như này. Đây nó sẽ lắp cho hai dòng là H880 và 881 lắp chung. Đấy, hiện tại là mình đang cầm trên bóng này là bóng LED màu vàng. Đấy, thời gian vừa qua thì như các bác biết đấy, toàn bộ những cái đèn cơi lưới bên phía ngoài ấy, thì là không được lắp, thì toàn bộ là phải lắp theo kiểu dạng zin zin, nhưng mà sẽ có một cái bài là đó là thay bóng để cho nó kích sáng lên. Đấy, thì trên thị trường rất nhiều các loại bóng, thì thời gian vừa qua thì mình khai thác các loại bóng này. Thứ nhất là về giá thành thì nó hợp lý, thứ hai là độ bền cao, và thứ ba nữa là cái chế độ bảo hành của nó các bác ạ, nó ok. Thì sao lại như vậy? Thì chế độ bảo hành của nó là một đổi một trong vòng 3 tháng. Nếu trong 3 tháng mà anh em bị chập cháy hay là không lên, thì bên mình sẽ gửi giả anh em đôi bóng khác và đổi cho anh em. Đấy, gửi vô điều kiện luôn, anh em gửi giả mình đôi bóng thì mình sẽ gửi giả anh em đôi bóng khác. Đấy, đây là bóng 880 và 881, thì lắp cho dòng sang xe nào như kiểu xe tải ấy thì nó sẽ lắp cho dòng Hyundai Potter 2 anh em ạ, Potter 2 này, rồi lắp cho thằng Kia Bongo 3, rồi lắp luôn cho thằng K190, K2700. Đấy, đấy là những cái dòng xe tải mà mình hay bán, còn như xe con thì cứ vừa chân 880, 881 là anh em lắp được thôi. Đấy, độ bền thì rất là cao luôn anh em nhé, độ bền thì cực cao luôn. Đấy, cái này thì nó lắp vào gầm rất là hợp lý bởi nó có hai màu, màu vàng và màu trắng. Thì hôm nay thì mình sẽ test cái hộp màu 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 vàng trước cho anh em nhé, cái màu vàng trước này. Đấy, nó cũng giống hệt như các bóng khác thôi, chúng ta chỉ việc xoáy vào đuôi đèn thôi. Đây, chúng ta xoáy vào đuôi đèn này. Đây, chúng ta xoáy vào đuôi đèn nhá. Đây, với ngày hôm nay thì Hà Nội thì lúc nắng lúc mưa này nha, là thời tiết thay đổi kinh người luôn, mà sắp sửa đến mùa sương mù rồi. Thì hôm nay thì mình chỉ lấy gọn tạm một cái pha ra đây thôi để cho anh em biết là màu vàng hay màu trắng thôi. Còn thật ra thì nó phải lắp vào xe các bác, tùy các bác lắp vào xe nào đấy, tùy những biến là dùng hết. 880, 881, đấy, 880, 881 ở đâu thì các bác cứ nhìn vào cái đầu thân bóng ấy. Đấy, đây anh em này, mình lấy con 881, 880 cho anh em xem này. Đây, thường thường là dòng xe tải thì nó sẽ lắp cái con xe K190, K190, K2700. Thì là nó sẽ lắp cái con 880 và 881, cũng như là Bongo 3 cộng với H150. À, sorry, qua H150 thì lại lắp bóng khác rồi. Đấy, Bongo 3 rồi là Potter 2 nhập khẩu thì hay lắp cái dạng mà 880. Đây, hôm nay mình đang tận tay vào lấy cái bóng 880 cho anh em xem này. Đây, nhà nhiều đồ quá ra để nhiều khi chật các bác ạ. Đấy, lấy nhiều quá đồ để còn dỡ đồ. Đây, đây, đây mình lấy được đây rồi nha anh em nhá. Đây anh em này, đây. Thì thường thường khi các bác tháo những cái bóng đèn zin ra như thế này đúng không ạ? Đây là một cái bóng đèn zin nhá. Mình ví dụ cho anh em, đây ví dụ các bác tháo ra thì các bác phân biệt bóng như nào để mua được cái bóng LED này đúng đời, thì các bác nhìn vào đây này. Đấy, các bác nhìn vào đây này. Đấy, các bác nhìn vào đây, đấy các bác nhìn thấy không? Đây nó đề này. Đây nó đề vào đây này. Đây, nó đề là 880, 12V trên 27W. Đấy, thì anh em cứ nhìn vào cái thân bóng này là anh em biết được là mình đang dùng cái bóng gì, đèn gầm. Đấy, nếu mà nó trùng phát là anh em cứ thế mua, anh em đọc cho các nhà bán hàng ấy, bán cho tôi cái bóng 880, 881 thì là người ta sẽ đưa đúng cái đời như thế này. Đấy, còn nếu mà trên thân bóng ví dụ nó đề tặng, nó đề là ví dụ như là trên thân bóng nha anh em nhé. Ví dụ như trên thân bóng này là nó lại đề là H11 hay là H9 hay là H7 thì không lắp được anh em nhé. Anh em nhớ trên thân bóng này nó đề là 880 thì là ok. Đấy, hoặc 881 thì là ok. Đấy, đều lắp chung cái loại này. Thì sau đây mình sẽ thử cái ánh sáng của nó cho anh em xem nhé. Đây mình thử ánh sáng này. Ui, ui mà gì vậy? Đây, sau đây mình sẽ thử ánh sáng cho anh em xem nhé. Đây, nắp vào thì nó như bóng zin thôi. Đây là mình gá vào cho anh em xem này. Đấy, gá vào đi. Đấy, đây mình sẽ gá vào cho anh em xem nhé. Ok chưa ạ? Ok. Rồi xong, đây nha anh em nhìn này. Lệch cả chung. Gá lại cho chắc đi.
đúng chấu mà, to chấu to, chấu to nó có ba chấu thì anh em nhớ đúng cái vị trí chấu cho mình. Ok đấy, đôi khi nó mà đây đấy, đây nó vào khít luôn anh em này, vào khít luôn nhé. Đấy sau đó mình sẽ dí cho anh em thử. Đây hôm nay là mình lấy một cái pha đèn ví dụ ra thôi để cho anh em phân biệt được cái màu thôi đấy, còn thật ra thì nó tùy thuộc vào đây. Đây là màu vàng anh em này, đấy ra màu vàng luôn nhá, căng led luôn này. Đây soi lại phát đế chứ, đấy ra màu vàng luôn anh em này, đấy ra màu vàng luôn này. Đấy ra mình xem ra xa cảnh cho anh em xem này. Ra màu vàng luôn đấy, anh em chạy phương mù thì khỏi phải lo đúng không ạ, rất hay luôn, quạt gió chạy cả vần luôn này. Ok đấy, thank you các bác đã đến video này, hẹn gặp lại các bạn ở video theo. Đấy đôi bóng này thì rất là hay, cái đó nó là màu vàng, anh em thích trắng thì mình sẽ có cái video trắng review khác cho anh em. Đấy thương hiệu này thì nói luôn anh em là tuần toàn bộ ở của Trung Quốc luôn, nhưng mà hàng này là hàng nhập của công ty, thành ra nó bảo hành 1-1 trong vòng 3 tháng. Trong 3 tháng mà anh em bị lỗi hay bị làm sao đấy thì bên mình đổi 1-1 nhá. Còn bóng thì đảm bảo các bác là khi các bác lắp lên thì sáng các nét đường luôn. Hẹn gặp lại các bác. Đấy các bác vào nhớ đúng cái cửa hàng phụ tùng ô tô Nhật Đức ủng hộ mình nhá. Đấy, nhà mình dùng duy nhất 3 số điện thoại là 0978823083, 0978823038 và 0243861646. Đấy, nhà mình dùng duy nhất 3 số điện thoại, có gì anh em ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều đến với video này. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.